Xin chào tất cả các con. Hôm nay thầy sẽ trình bày cho chúng ta một cái phần kiến thức trong chương trình toán lớp 6. Đó là bài trục đối xứng. Thực ra đây là cái chủ đề kiến thức tương đối là đơn giản đối với những người mà hiểu được. Nhưng trong quá trình dạy thầy thấy có một số bạn vẫn còn hơi lung túng. Chưa phân biệt được thế nào là trục đối xứng của một hình. Và một cái hình người ta cho trước thì có mấy trục đối xứng, hay là có hay là không có trục đối xứng. Thì đầu tiên ấy, thầy muốn chúng ta hiểu được cái khái niệm đó là điểm đối xứng qua một trục. Điểm A đối xứng với A phẩy qua trục D. Ở đây là đường thẳng D nhá. Điểm A đối xứng với A phẩy qua trục D thì là như thế nào? Thì đây, thầy có một cái trục là đường thẳng D. Bây giờ thầy có một điểm A ở đây. Thế hỏi rằng A với A phẩy mà đối xứng qua D thì A phẩy nằm ở đâu? Thì bây giờ bọn con phải làm như thế này. Từ A bọn con gióng vuông góc vào D. Vuông góc. Sau đó bọn con đo xem từ A đến D là khoảng cách bao nhiêu. Ví dụ như của thầy đây là 18cm. Thì thầy cũng sẽ lấy từ D, từ cái chỗ vuông góc này này, sang bên tay phải 18cm. Từ 0, à đâu, đây là 16. 16 thì đến chỗ này là 32. Rồi, đây. Đây là điểm A phẩy. Đó, như vậy người ta gọi là đối xứng nhá. Thì cái điều kiện đối xứng ở đây ấy, nó phải thể hiện hai điều. Đó là gì? Đó là A, A phẩy thì vuông góc với D. Vuông góc với D. Đó, cái khái niệm vuông góc tức là hai cái này nó tạo một góc 90 độ. Cái việc đo độ này thầy dạy chúng ta hồi đầu rồi mà. Tiếp tục, đó là gì? Đó là A, A phẩy sẽ cắt D. Cái đoạn A, A phẩy này này sẽ cắt D tại trung điểm của A, A phẩy. Trung điểm là cái gì? Trung điểm là điểm chính giữa của đoạn thẳng. Ví dụ, thầy cho một cái đoạn AB như thế này. Đó, cho một cái đoạn AB như này. Thế trung điểm nó nằm ở đâu? Trung điểm nó phải là chính giữa. Chính giữa tức là điểm mà phân chia đoạn AB làm hai nửa bằng nhau. Bên này bằng bên này. Ví dụ bọn con đo cái này được 10cm. Thì bên này là 5, bên này là 5. Thì cái điểm mà Y ở đây này, người ta gọi là trung điểm của đoạn AB. Thì ở đây, cắt tại trung điểm và vuông góc. Thì A, A phẩy được coi là đối xứng qua D. Được chưa nào? Thế ví dụ bây giờ thầy cho điểm B ở đây. Thầy muốn tìm điểm đối xứng của B qua D. Điểm đối xứng của B qua D thì sao? Thì bọn con cũng phải kẻ từ B vuông góc vào D. Xong rồi đo xem từ đây đến đây bao nhiêu? Là 10. 10 thì thầy đo sang đây. Cũng là 10. Đây, chỗ này. Đây là B phẩy. Cũng vuông góc và bằng nhau. Thì B và B phẩy được coi là đối xứng qua D. Được chưa nào? Tiếp tục, thầy có một khái niệm nữa đó là hình đối xứng với hình qua D. Bây giờ thầy sẽ cho một đường thẳng D cũng ở đây. Bên này thầy cho một cái tam giác. Bên này thầy cho một cái tam giác. Đó. A, B, C. Thế hỏi rằng là đối xứng cái hình này qua D thì nó sang bên này nó là cái hình nào? Thì vẽ ra làm sao? Thì bọn con áp dụng cái cách mà đối xứng của một điểm ấy. Bọn con tìm đối xứng của A. Thầy đo nhá. Từ đây đến đây kẻ vuông góc là 12. 12 thì đi sang đây là 24. Thì bọn con sẽ có điểm A phẩy. A phẩy là đối xứng với A qua đường thẳng D. Rồi bọn con lại đo B. B cũng làm vuông góc luôn. Vuông góc ở đây là 16 rưỡi thì nhân lên thành 33. Đây. Đây chính là điểm B phẩy.
Rồi bọn con lại tìm điểm đối xứng của C. Từ đây đến đây là 6, kẻ vuông góc sang đây là 12. Thì đây chính là C phẩy. Và sau khi tìm điểm đối xứng của ba cái đỉnh tam giác này rồi thì sang bên này bọn con nối nó vào với nhau. A với phẩy B phẩy nối với C phẩy và nối với B phẩy. Như vậy bọn con đã có được là gì? Tam giác A phẩy B phẩy C phẩy và tam giác ABC. Người ta gọi là đối xứng với nhau qua đường thẳng D. Đó, được chưa nào? Rồi, thế khi mà bọn con đã có khái niệm ở trong đầu một chút về việc là trục đối xứng là cái gì, trục đối xứng của hai cái hình là như thế nào, thì ta thấy rằng là bây giờ trục đối xứng ấy thì nó giống như là một cái tấm gương, còn hai cái đối tượng mà đối xứng ấy thì là giống như là mình và ảnh của mình trong gương, được không nhá? Thầy mô tả nôm na vào đây này, trục đối xứng thì như tấm gương, trục đối xứng thì như tấm gương. Thế còn hai đối tượng đối xứng qua trục thì như là mình và ảnh của mình trong gương. Đó, thầy mô tả như thế này cho các bạn lớp 6 dễ hiểu. Tức là khi mà có một cái tấm gương nó ở chỗ này. Đó, khi có một cái tấm gương ở chỗ này. Thế xong rồi thầy đứng ở đây. Thầy soi gương thì có phải là thầy sẽ nhìn thấy ở trong gương một người ở chỗ này, mà sao cho khoảng cách từ đây đến đây. Đây thầy mô tả cái khoảng cách. Đó, mô tả cái khoảng cách là từ đây đến đây nó cũng bằng từ đây đến đây, và hai cái người này thì giống nhau y hệt và cách cái gương này khoảng bằng nhau, được chưa nào? Rồi, thế hoặc là ta sẽ hiểu là gì, trục đối xứng của một hình là cái đường thẳng mà cắt đôi cái hình đó ra thành hai nửa bằng nhau giống như soi gương. Ta sẽ ghi tiếp ở đây, trục đối xứng của một hình là cái đường thẳng chia đôi hình đó thành hai nửa bằng nhau. Nhưng mà bằng nhau thôi chưa đủ đâu. Bằng nhau nhưng mà bị xoay đi rồi thì không tính đâu. Mà bằng nhau nhưng mà vẫn phải đứng im ấy. Bằng nhau y như lúc soi gương. Đấy, thầy mô tả như vậy. Thầy lại làm tiếp cho chúng ta cái hình vẽ. Cái hình nào mà có cái trục đối xứng đây nhá, thầy sẽ mô tả cho bọn con xem mấy cái hình để bọn con hiểu ngay. Bài này thực chất thì nó khá là dễ, nhưng mà đôi khi lại thấy nó hơi khó hiểu nhá. Trục đối xứng của một hình là cái đường thẳng mà chia đôi hình đó thành hai nửa bằng nhau y như lúc soi gương. Đây, trường hợp tiếp theo, ý thứ nhất đó là tam giác cân bình thường. Thầy sẽ vẽ một cái tam giác cân bình thường, tức là có hai cạnh bên bằng nhau nhưng mà cạnh đáy thì nó lại ngắn thôi. Đó, tam giác cân. Ta thấy không? Trục đối xứng là phải là một cái đường chia đôi cái hình đó thành hai nửa bằng nhau mà y như lúc soi gương. Thì trong hình này trục đối xứng của nó chính là ở đây. Đó, đây là đường thẳng D. Tại sao? Tại vì nó chia đôi cái hình này ra làm hai nửa mà giống hệt nhau như lúc soi gương. Cái tam giác bên tay trái nó đứng soi gương, áp mặt vào cái gương
Thế là có một cái tam giác bên phải cũng áp mặt vào cái gương. Hai cái hình này nó giống như là đang đứng soi gương. Đây chính là cái gương. Hai phần này bằng nhau, y hệt nhau như lúc soi gương. Tiếp tục, đối với trường hợp tam giác đều thì sao? Tam giác đều nhá, thầy sẽ cố gắng vẽ nó trông nó đều đều một chút. Mặc dù là thầy vẽ bằng tay thì nó không được chính xác tuyệt đối đâu. Đây, đấy, thì bọn con nhìn đi. Nó sẽ có mấy trục đối xứng. Cái này nhá, nó cũng có một trục đối xứng thẳng từ trên xuống như soi gương. Tách cái tam giác đều này làm đôi, hai nửa trái phải. Nhưng mà vì tam giác đều tức là ba cạnh bằng nhau nên người ta lại có một cái trục đối xứng nữa ở chỗ này. Đó, cũng vuông góc tách tam giác làm hai nửa bằng nhau, giống hệt nhau như lúc soi gương. Rồi một cái trục đối xứng thứ ba cũng chia tam giác này làm đôi, cũng vuông góc ở đây, vuông góc tách làm đôi. Nửa bên này, nửa bên này. Như vậy với tam giác đều thì có ba trục đối xứng. Nhưng mà với cái tam giác cân bình thường này này, tam giác cân bình thường nhá, bình thường thì có một trục đối xứng. Được chưa nào? Thế bây giờ thầy hỏi tiếp là với hình chữ nhật mà chiều dài thì nó lớn hơn chiều rộng thì có bao nhiêu trục đối xứng? Đây, thầy vẽ cho ta xem. Hình chữ nhật mà có chiều dài lớn hơn chiều rộng thì chúng ta sẽ có một trục đối xứng là chia đôi theo chiều dài. Đây chính là một trục đối xứng D1. Nó tách hình chữ nhật làm hai nửa giống như soi gương. Thầy vẽ hơi lệch một chút. Đó, được chưa? Rồi chúng ta sẽ có một trục đối xứng nữa chia ngang như thế này, cũng tách hình chữ nhật làm đôi, nửa trên và nửa dưới. Đó, nửa trên và nửa dưới gọi là đường thẳng D2. Thì hình chữ nhật có hai trục đối xứng. Được chưa nào? Nhá. Rồi, chúng ta sẽ có những cái bài tập nói về từng hình một, từng hình một. Còn cái viết hôm nay thì chúng ta nói về khái niệm thế nào là hai điểm đối xứng với nhau, thế nào là hình đối xứng với nhau và thế nào là trục đối xứng của một hình. Thì chúng ta dừng ở đây thôi, không phải nó dài quá, học cũng ngại. Được không nào?